Hôm nay là chúng ta học nha, học các vi rao giảng, học thì nó chi tiết chút xíu. Quý vị nào có nốt á, muốn ghi xuống thì ghi, cái này rất là quan trọng cho chúng ta. Trong Daniel đoạn 9, cái đoạn đó nó tới mấy chục câu lận, thì ra tôi cũng không có muốn đọc hết cho anh em chị em, nhưng mà tôi chỉ đọc một số câu cần thiết, quan trọng cho chúng ta. Cái chủ đề của cái điều mà tôi muốn chia sẻ cho anh em chị em ngày hôm nay đó là có 70 tuần lễ trên dân sự của Chúa và thành thánh của Chúa. 70 tuần lễ. Cái đoạn này thì thỉnh thoảng có khi tôi cũng nhắc lại sơ sơ, nhưng mà thực sự chúng ta chưa có đi vào cái chi tiết ra học để xem xét lời Chúa như thế nào trong cái lời, tại vì đây là sách lời tiên tri. Đoạn 9, tôi đọc mấy câu đầu cho anh em chị em chúng ta thấy. Năm đầu, Darius, con trai Aseru về dòng người Medi đã được lập làm vua cai trị người Canh Đê. Đương năm đầu về triều người Daniel, bởi các sách biết rằng số năm mà lời Đức Giê-hô-va đã phán cùng đấng tiên tri Giê-rê-mi để cho trọn sự hoang vu thành Jerusalem là 70 năm. Ta để mặt hướng về Đức Chúa Trời, lấy sự khẩn nguyện nài xin với kiêng ăn, mặc bao gai, đội tro mà tìm. Đó. Ở đây chúng ta thấy đây là một cái lời tiên tri, nhưng mà cũng là một cái câu chuyện được thuật lại cho chúng ta thấy. Lời của Chúa cho chúng ta thấy ở đây ông Daniel, chúng ta để ý trong cái chỗ này nha. Daniel bởi các sách biết rằng số năm mà lời Đức Giê-hô-va đã phán cùng đấng tiên tri Giê-rê-mi. Ở đây nói đến điều gì cho chúng ta thấy? Daniel bởi các sách. Điều này nói đến cái gì? Anh em chị em khi mà cái câu này được đọc lên và được nghe đến thì chúng ta suy nghĩ đến điều gì? Tức là Daniel các sách gì quý vị? Các sách gì? Ở đây cái này cựu ước, bây giờ đang nói đến cựu ước, tại vì lúc đó chưa có sách Ma-thi-ơ. Tại vì đây là Daniel, sách Daniel được viết vào khoảng 538 năm trước kỷ nguyên mà Chúa Giê-xu được sanh ra. Đó là sách Daniel. Daniel bởi các sách mà biết rằng đó. Điều này nhắc cho chúng ta điều gì quý vị? Quý vị nghe thoáng qua cái câu này, quý vị nghĩ đến điều gì? Daniel bởi các sách. Sách gì vậy? Nói một cách tổng quát, sách gì vậy? Nó, chúng ta phải đặt câu hỏi thì đến khi câu trả lời đến thì mình mới nhớ được. Daniel bởi các sách, tức là ông có đọc sách phải không? Đúng không? Sách này được gọi là sách gì? Ở trong này ông cho một chỗ, nhưng mà ở đây là bởi các sách, không phải là chỉ có một sách thôi. Nhưng mà một sách được nhắc đến ở đây, đó là sách Daniel, sách Jeremy, phải không? Một sách, nhưng mà bởi các sách. Tức là Daniel đọc nhiều sách khác nhau, mà sách đó được gọi là cái gì? Cựu ước, cảm ơn chị. Là lời Đức Chúa Trời trong cựu ước. Lúc đó cựu ước chưa có hoàn thành hết tất cả. Chưa có hoàn thành hết, tại vì sách Sacheri Malachi được viết sau hơn nữa. Nhưng mà ở cái thời điểm của Daniel có các sách gì đã hiện tại? Có cái ít nhất là có sách Jeremy, phải không? Tại vì ông nói là bởi sách Jeremy, các sách, rồi thêm ông nói sách Jeremy. Mình đọc đó mình phải biết là sách Jeremy là sách tiên tri đã được người Do Thái dùng, và người Do Thái dùng đã đọc và hiểu biết bởi sách Jeremy. Rồi có sách nào khác nữa không? Có nhiều sách khác. Cho nên điều này cho chúng ta thấy điều gì? Daniel là người có đọc kinh thánh,
đúng không? Rất là đơn giản. Nếu không đọc lời Chúa thì không biết Chúa nói cái gì hết. Nếu không đọc lời Chúa thì không biết Ngài nói điều gì, tương lai xảy đến như thế nào, và việc gì sẽ xảy đến cho nhân loại, cho cá nhân, cho đời sống mình, vân vân. Và lời Chúa dạy mình phải làm điều gì để mà bước đi với Chúa. Cho nên ở đây cái lời được nhắc là Daniel bởi các sách biết rằng số năm mà lời Đức Chúa Trời, tức là sách mà ông đọc đó, là không phải là sách tùm lum, sách thế này thế kia. Sách này là được gọi là lời Đức Chúa Trời. Cho nên đó là Kinh Thánh, Cựu Ước, mà Cựu Ước đó cũng chưa hoàn thành một cách trọn vẹn, tại vì các sách tiên tri kia được viết sau nữa. Nhưng mà nhớ, lời của Chúa, tất cả thời sách Cựu Ước được viết bằng tiếng Hebrew, tức là tiếng của người Do Thái, và được chuyển ngữ sang tiếng Hy Lạp ít nhất 3 thế kỷ trước khi Đức Chúa Giêsu được sanh ra. Họ phải mất 15 năm để dịch tất cả những gì trong Cựu Ước sang từ tiếng Hebrew sang tiếng Hy Lạp, từ năm 285 cho đến năm 270. Đó là thời gian mà họ dịch Kinh Thánh từ tiếng Hebrew sang tiếng Hy Lạp lúc bây giờ. Tại sao họ dịch sang tiếng Hy Lạp? Tại vì lúc bây giờ là đế quốc Hy Lạp, the Greek Empire đó. Đế quốc Hy Lạp nó cai trị toàn thế giới, mà lúc bây giờ được ghi chép ở đây trong giai đoạn của Kinh Thánh. Cho nên Kinh Thánh được dịch sang tiếng, từ tiếng Hebrew sang tiếng Hy Lạp, và nó có cái bản dịch đó ngày hôm nay người ta vẫn thường dùng, nó có tên là Septuagint. Nếu ai nghiên cứu về các bản dịch Kinh Thánh thì đó là một bản dịch mà được viết. Rồi có sách nào nữa mà nói về 70 năm này? Ở đây nói, tức là Daniel đọc lời Chúa và biết lời Chúa, rồi Daniel tìm kiếm lời Chúa trong đó nữa. Chúng ta xem, nếu mà ở đây nói sách Jeremy ấy, thì bây giờ mình tìm thử coi sách Jeremy có nói không? Tìm thử coi sách Jeremy có nói không? Hay là ông chỉ nói đại thôi? Và chúng ta xem trong sách Jeremy đoạn 25 câu 11 thì chúng ta thấy đoạn 25 câu 11 25 câu 11 thì nói rằng cả đất này sẽ trở nên hoang vu, gỡ là các nước này sẽ phục sự vua Babylon trong 70 năm. Đây là lời tiên tri đang nói về cái biến cố mà thành Jerusalem và đế quốc Babylon sẽ ảnh hưởng trên tất cả các nước, và trong đó có Jerusalem nữa. Trong 70 năm sẽ phục sự vua Babylon, rồi hết 70 năm Chúa sẽ cho về để xây lại thành Jerusalem. Rồi một chỗ khác nữa, tôi muốn anh em chị em xem với tôi là trong sách 2 Sử Ký đoạn 36 câu 21. 2 Sử Ký tiếng Anh gọi là Chronicle, Second Chronicle. 2 Sử Ký tức là Sử Ký thứ 2 đoạn 36 câu 21. Sử Ký thứ 2 đoạn 36 câu 21. Hôm nay chúng ta học lời Chúa. Đoạn 36 câu 21. Chúng ta thấy ở đây chép cái điều gì? Để cho ứng nghiệm lời Đức Giê-hô-va đã cậy miệng tiên tri Giê-rê-mi. Ở đây cái người này viết cái chỗ này đó, viết cái sách lịch sử này đó, là người, cái đoạn này này được viết sau khi sách Jeremy, ông tiên tri Jeremy đã nói lời tiên tri này. Thấy không? Cho nên được viết là để cho ứng nghiệm lời của Đức Giê-hô-va đã cậy miệng Jeremy phán ra, tức cho đến khi sứ được hưởng các năm Sa-bát của nó. Đây là năm nghỉ Sa-bát year. Vì trọn lúc sứ bị bỏ hoang,
thì dường như giữ Sa-bát cho đến khi mãn hạn 70 năm. Tức là đây là lời Chúa nói. Tại là Chúa đem dân Do Thái đi ra khỏi cái xứ Canaan, tức là xứ mà Chúa cho họ để làm cái nước đó. Lý do Chúa đuổi họ, Chúa hủy phá cái quốc gia đó. Vì lý do gì? Vì lý do gì? Ở đây trả lời nè. Để cho cái xứ đó được nghỉ Sa-bát trong 70 năm. Anh em chị em, khi mà Đức Chúa Trời, khi mà Đức Chúa Trời xây dựng, thiết lập, Chúa nói như thế nào? 6 ngày, ngày thứ bảy phải nghỉ. Để chi? Không phải là để đi coi movie, không phải là để ngủ cho đến trưa, không phải. Hay là đi coi game, không phải như vậy. No. Làm việc 6 ngày, lao động 6 ngày, đến ngày thứ bảy nghỉ để làm gì? Ngày đó để dành thì giờ thờ phượng Đức Chúa Trời. Cái luật đó đó anh em chị em, khi mà Đức Chúa Trời đặt một cái luật gì đó, nó rất là tuyệt vời. Tại vì con người mình không thể nào làm việc luôn luôn và không có ngày nghỉ. Mà cái chu kỳ mà làm việc, Chúa ấy là 6 ngày mà làm liên tục là đến ngày thứ bảy là phải nghỉ để mà lấy sức lại. Còn nếu không, thân thể con người suy thoái, các tế bào nó bị căng thẳng. Đó là lý do tại sao mà người ta stress. Lý do tại sao những tế bào có những lúc mà nó không còn biết cái đường nào mà nó sản xuất theo trật tự á, nó trở thành sản xuất vô trật tự. Lúc bây giờ được gọi là ung thư. Vì sao? Vì con người không đi theo cái luật của Đức Chúa Trời dạy dỗ. Và căng thẳng nó đứt, chết. Trái tim căng thẳng, rồi bao nhiêu bệnh tật mà nó sinh ra vì con người không có nghỉ ngơi. Thấy không? Many sickness and disease. Làm việc 6 ngày, nghỉ 1 ngày. Rồi Chúa dạy dân Do Thái ở trong sách Lê Vi như thế nào? Đất ruộng, làm việc, cày cấy 6 năm và cho nó nghỉ 1 năm. Người Do Thái không nghe lời Chúa. Năm thứ bảy làm luôn. Mà cứ nói nghỉ đó là tất cả dân Do Thái phải nghỉ, chứ không phải chỗ này nghỉ, chỗ kia không nghỉ. Có thể có những người người ta vâng lời, có những người không vâng lời. Cho nên Chúa kể là không vâng lời. Cho nên Chúa kể là không có cho nghỉ. Chúa nói rồi, đến năm thứ sáu, cái mùa màng đó, Chúa sẽ cho nó lên gấp 3. Để làm chi? Để cái năm thứ sáu có của ăn, năm thứ bảy không phải trồng có của ăn, và năm thứ ba nữa là bắt đầu trồng lại cũng có ăn. Anh em chị em, tất cả những việc làm gì mà ngày hôm nay Chúa dạy chúng ta đòi hỏi đức tin mới làm được, kể cả cựu ước lẫn tân ước, chứ không phải đời sống tân ước này mới có đức tin. Dân sự của Chúa ngày xưa, vì anh em ơi, chị em ơi, đừng có nói đến người Do Thái mình nè, lo phần mình á. Tất cả những điều chúng ta học ở đây là nhắc nhở cho mình biết, và vì bước đi với Chúa không có đức tin, đáng lẽ được phước vô cùng mà phải mất hết mọi sự, đuổi ra khỏi xứ của mình. Mặc dù vậy, chúng ta nhớ nha, cái dân đó cho đến ngày hôm nay nó là vẫn là dân giàu nhất trên thế giới, khôn ngoan nhất trên thế giới. Vì sao? Vì cái lời hứa mà Chúa nói với Abraham, Chúa còn kể đến nó. Nếu mà nó vâng lời thì tuyệt vời biết mấy, cả thế giới được phước, chứ không phải là không. Cho nên anh em chị em, chúng ta ngày hôm nay là những người đi theo Chúa, ráng làm ơn phải cho tôi, cho chính linh hồn mình, học theo lời Chúa và vâng lời Chúa. Nhớ điều đó. Chúng ta nhớ điều đó. Làm ơn cho chính mình, rồi cho gia đình mình, để đi theo Chúa mà được phước. Còn nếu không, đáng lẽ được phước mà mình mất. Chúa chưa cần đoán phạt mình ngày hôm nay,
Cái thế giới loài người chúng ta đang sống đã ở trong sự rủa xả rồi, đã ở trong sự đoán phạt rồi, kể từ ngày Adam Eva phạm tội rồi. Nếu mà mình vâng lời Chúa, mình thoát ra khỏi cái luật của sự gieo gặt tội lỗi đó, để hưởng phước tạm thời cho đến ngày chúng ta gặp lại Chúa, và đến khi Chúa Giêsu trở lại được phục hồi một cách toàn vẹn. Còn nếu không, sự rủa xả đó nó vẫn chờ đón chúng ta hàng ngày, chứ không phải là Chúa cần phải phạt mình ngày hôm nay. Không cần. Vì bước theo lời Chúa, vâng lời Chúa, Chúa đem mình ra khỏi sự rủa xả mà Chúa đã nói với Adam và Eva trong sự tạm thời, trong những ngày mình sống ở trên đất này. Cho nên rất là quan trọng anh em chị em cố gắng. Nếu gắng sức, gắng sức, nhưng mà nếu không đủ sức, Chúa thêm sức cho mình. Mình phải gắng sức, chứ không phải nói mình không có sức đi theo Chúa. Không, mình phải gắng sức. Có lòng không? Có lòng. Hết lòng thì sẽ hết sức. Amen, đúng không? Thờ phượng Chúa hết lòng, hết sức, đúng không? Đương nhiên mình không thể nào làm theo lời Chúa được vì nó quá khó cho mình. Nhưng mà phải hết sức, tức là có muốn không? Hết sức, rồi Chúa sẽ thêm sức cho chúng ta. Còn nếu mà chúng ta không hết sức, anh em chị em ơi, sự thất bại chờ đón chúng ta không phải vì Chúa không thương mình, nhưng mà vì mình không hết lòng, hết sức. Thiếu sức, Chúa thêm sức cho chúng ta. Nhớ, bởi vậy Chúa ban Đức Thánh Linh đến đó. Để chi? Để thêm sức cho mình. Ngài là quyền lực của Đức Chúa Trời để thêm sức cho chúng ta. Vừa muốn vừa làm, thấy không? Chúa thêm sức. Nếu mà lòng mình không muốn hết, Chúa thêm sức cho mình để cho mình muốn hết, 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 muốn hết sức, muốn vô cùng. Rồi khi mà muốn rồi, muốn hành động thì thiếu sức, Chúa thêm sức cho chúng ta. Đó là điều mà anh em chị em chúng ta để ý. Ở đây lời Chúa nói là 70 năm đó mà dân Do Thái phải bị đầy đi khắp nơi. Nhớ nha, 70 năm ở đây nói là giai đoạn đầu 10 quốc gia người Assyri đến, nó chiếm, nó đuổi, bắt đi làm phu tổ hết. Rồi sau đó hai cái nước là Judah ở phía sau, Babylon nó đến, nó đem đi hết tất cả. Không còn quốc gia nữa, không còn vua nữa, không còn vua nữa. Chúa nói là Chúa phải đem đi 70 năm để cho cái đất đó được nghỉ ngơi. Tại vì nó đã không cho nghỉ, thành ra đây là cái cách duy nhất mà Chúa cho cái đất này được nghỉ, 70 năm Sa-bát. Rồi sau 70 năm đó, quý vị 70 năm, nhớ 70 năm, 70 năm Sa-bát thì mỗi một năm, mỗi một tuần lễ là 7 năm, tức là Chúa đem người Do Thái vào cái xứ của họ 490 năm mà họ không có giữ ngày năm Sa-bát. Tức là cứ cày cấy. Anh em chị em, Đức Chúa Trời dạy một cách tuyệt vời vô cùng nghề nông. Mỗi một 6 năm đất phải nghỉ một năm, đến chi? Để cho cái đất nó phục hồi lại. Chúng ta biết cái đất mình nó cần gì để mà nó, cái cây cối đó mà nó lên xanh tươi đó là nó cần cái gì? Chúng ta biết cái chất gì không? Chúng ta biết cái chất gì không? Cái phân bón mà ngày hôm nay người ta bỏ vô để cho nó lên, cho nó, cái chất nó là gì quý vị biết không? Cái tên nó là gì phải không? Cái nguyên tố chính mà ở trong cái chất mà phân bón đó là nitrogen. Mà khi đất nghỉ ngơi, mưa nó xuống, bắt đầu cái đó nó phục hồi lại cho cái đất, cho đến những năm kia trồng. Tại sao Chúa nói 6 năm nghỉ 1 năm? Là vì đến năm thứ 6 là những cái gì phục hồi có thể nó tiêu hao hết rồi. Nhưng mà Chúa làm phép lạ cho họ. Chúa nói là năm thứ 6 Chúa sẽ làm cho cái mùa màng nó tăng gấp 3. Anh em chị em, đó là điều có thể trước những năm đó 490 năm, tức là 490 năm họ không giữ Sa-bát. Có thể họ có một thời gian đầu, có thể họ vô trong những năm đầu họ vâng lời, họ giữ Sa-bát, rồi sau đó bắt đầu. Nhưng mà cái thời gian họ không giữ, Chúa tính là 490 năm, kể đó là 70 năm họ phải trả nợ, cái đất nó phải trả nợ. Anh em chị em, bất cứ điều gì Chúa dạy nó có một cái nguyên tắc tuyệt vời vô cùng cho con người để được phước. Nghỉ ngơi phục hồi sức khỏe riêng cho mình, đất đai nghỉ ngơi phục hồi
cái màu mỡ cho đất đai. Để rồi tiếp tục với cái chu kỳ đó. Hồi xưa đâu có ai biết đi tìm chất này chất kia để mà làm, phải không? Thế nên Chúa dạy như vậy, đó là cái cách để mà có cây cối xanh tươi, hoa quả tốt, mùa màng tốt, không vâng lời. Ngày hôm nay rồi, con bắt đầu nghiên cứu tìm chất này chất kia bỏ vô để cho nó ấy, thì cái chuyện đó nó khác. Nhưng mà nếu ngày hôm nay con người vẫn vâng lời Chúa, giữ theo cái luật đó, tôi nói bảo đảm Chúa vẫn chúc phước họ theo cái nguyên tắc đó, không thay đổi. Không thay đổi, Chúa không thay đổi, thì con người mình thay đổi thôi. Ở đây Chúa nói là khi sứ được hưởng các năm sa bát của nó, vì tròn lúc sứ bị bỏ hoang thì dường như giữ sa bát cho đến khi hạ mãn 70 năm. Đó là 70 năm. Và khi Daniel biết được điều này, Daniel làm điều gì? Cho nên phải đọc lời Chúa để biết Chúa nói điều gì. Và khi biết Chúa nói điều gì, nhất là những điều mà có lời hứa, có lời tiên tri, thì sao? Chúng ta bắt trước Daniel nha, bắt trước Daniel cái chỗ này nè. Chúng ta nhớ lại Daniel phần 9 thì chúng ta đọc, chúng ta thấy ông làm gì đây? Phần 9 ông nói là để trọn sự hoang vu thành Jerusalem là 70 năm. Câu số 3, ta là Daniel để mặt hướng về Chúa là Đức Chúa Trời làm gì? Khấn nguyện. Nài xin với sự kiên ngăn mặc bao gai đổi cho tỷ mà tìm. Nài xin cái điều gì? Quý vị, ông xin cái gì? Nói Chúa ơi, 70 năm tới rồi. Đó, nài xin cái điều đó đó. Chúa ơi, mang chúng con trở về. Xin cái điều đó đó. Phải biết cái điều gì Chúa hứa, phải biết cái lời tiên tri, rồi cầu nguyện theo đó. Anh em chị em, đây là cái nguyên tắc chúng ta cũng cần bắt chước. Bắt chước là đọc lời Chúa, biết Chúa nói điều gì, cầu nguyện theo lời Chúa. Ông biết lời tiên tri nói là 70 năm sự hoang vu của thành Jerusalem sẽ trọn, của thành Jerusalem, và Chúa sẽ phục hồi nó lại. Bắt đầu ông cầu nguyện, ông kiên ăn, ông cầu nguyện. Anh em chị em, có những lúc mà chúng ta cần phải làm như thế này, muốn như thế này. Cho nên cầu nguyện phải có mục đích. Giống như có những người mà người ta ví cái sự cầu nguyện giống như là bắn pháo binh á. Bắn pháo binh thì phải có tọa độ, phải không? Tọa độ. Cũng vậy, khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta phải biết cầu nguyện về vấn đề gì, ở đâu, phải không? Tọa độ, thời gian. Ngày hôm nay còn có thời gian nữa, tức là không gian này, cái nơi chốn chúng ta ở, San Francisco, San Jose, Việt Nam, nhưng mà thời gian đó là 70 năm. Phải biết, không học lời Chúa, chúng ta không biết điều gì để mà cầu nguyện. Mà khi cầu nguyện theo lời Chúa, tôi nói bảo đảm anh em cho em không có sợ trật. Còn cầu nguyện theo mình nghĩ, có khi không có đẹp ý Chúa. Mà ngày hôm nay là những người tin Chúa, trong thời gian mà Chúa Giêsu đến thế gian này, Chúa còn ban cho mình cái điều gì nữa? Ông tên một Đức Thánh Linh, để có cái ngôn ngữ đặc biệt để mà cầu nguyện với Chúa. Lúc đó Đức Thánh Linh sẽ cầu thay cho mình. Khi mà mình không biết mình phải nói điều gì nữa, anh em chị em, nếu mà mình nói bằng ngôn ngữ của mình hiểu được á, chúng ta sẽ không đủ lời, không đủ sự hiểu biết để mà diễn tả, và không biết điều gì phải cầu xin phải lễ. Thì ngày hôm nay Chúa ban Đức Thánh Linh, cho nên đó là điều anh em chị em phải khát khao tìm kiếm. Để khi mà mình bế tắc, khi mà mình không biết mình phải cầu nguyện như thế nào, thì chúng ta, Đức Thánh Linh sẽ xen vào, hướng dẫn chúng ta đi vào sự cầu nguyện bằng cái ngôn ngữ mà Ngài ban cho chúng ta, đó là cầu nguyện trong tiếng lạ. Ở đây Daniel cầu nguyện, và chúng ta thấy được kế đến cái lời cầu nguyện ông như thế nào. Tôi không có đi vào cái lời cầu nguyện đó. Ông nói đại khái, ông xưng tội, xin lỗi Chúa đủ thứ hết. Ông kể lại, ông đang cầu nguyện. Mình giống như Daniel, nhiều khi mình cũng thích nói nhiều ha. Ông đang cầu nguyện. Cái thiên sứ Gabriel đến, ông nói câu số 20 này: ta đương nói và cầu nguyện, xưng tội lỗi ta và tội lỗi dân Israel, và ta đang dâng lời này. Xin anh em cho em biết, muốn biết ông cầu nguyện cái gì đó, về đọc từ câu số 4 trở xuống để biết.
Nhiều khi mình cũng nên bắt chước cái lời cầu nguyện này nữa. Nếu mà chúng ta cầu nguyện cho đất nước Việt Nam, chúng ta cầu nguyện cho dân tộc, chúng ta cầu nguyện cho gia đình, họ hàng, tông tộc của mình, bắt chước cái lời cầu nguyện của Daniel được nhá. Tổ tiên mình phạm tội, phải không? Mời các tà thần đến đất nước Việt Nam mình để mình thờ phượng, đúng không? Mời đó. Anh em chị em biết không? Họ mời đến đó. Họ mời các tà thần đến để họ lập đền miếu, họ thờ phượng. Thì ở đây cũng giống như vậy, bắt chước cái lời cầu nguyện nó cầu nguyện được. Rồi trở lại cái chỗ đoạn câu 20. Đức Chúa Trời, Ngài xin trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời ta, vì núi thánh Đức Chúa Trời ta, tức là thành Si-ôn á, tức là Jerusalem. Vậy ta còn nói trong khi cầu nguyện, này Gabriel, người mà ta đã được thấy trong sự hiện thấy lúc đầu tiên, được sai bay mau đến đụng đến ta độ lúc dâng lễ buổi chiều hôm, lễ chiều hôm. Tức là trong cái đền Jerusalem có sáng sớm dâng, có trưa dâng và có chiều dâng, dân tế lễ. Thì ở đây ông đang ở xứ Babylon nha, ông không ở xứ Jerusalem, cho nên đây là cái thời điểm mà ông nhớ đến lúc mà thiên sứ Gabriel đến, là đúng vào cái thời điểm dâng lễ buổi chiều ở tại thành Jerusalem, tại đền thờ Jerusalem. Thì ông nói thiên sứ Gabriel đến, mà anh em chị em biết thiên sứ Gabriel còn đến lúc nào nữa không? Thiên sứ Gabriel đến lúc nào nữa không? Yeah. Thiên sứ Gabriel đến báo tin sanh ra dân Baptist và báo tin sanh sự giáng sanh của Chúa Giêsu, thấy không? Gabriel là người đi thông tin, là thiên sứ đi thông tin, báo tin từ Đức Chúa Trời. Đó là điều mà chúng ta thấy rất là quan trọng trong cái công tác. Lời phán dặn ra từ khi ngươi bắt đầu nài xin, và ta đến để tỏ lời đó cho ngươi, và ngươi được yêu quý lắm. Anh em chị em, có bao nhiêu người trong Kinh Thánh được nói đến ngươi được yêu quý lắm? Hiếm lắm. David được gọi là người của lòng Đức Chúa Trời, tức là người của lòng Đức Chúa Trời. Mà tôi hỏi người của lòng Đức Chúa Trời có trọn vẹn không? Không. Cho nên người của lòng Đức Chúa Trời, nếu lúc nào không bước đi theo lời Chúa, vẫn bị cám dỗ và vấp ngã như thường. Cho nên đừng có ai nghĩ mình là ngon lành, nghĩ mình là đủ rồi, nghĩ mình là đi theo Chúa hết lòng rồi. Đừng có bao giờ nghĩ đến điều đó, là tự đặt mình lên, hoặc là bỏ qua sự học hỏi lời Chúa, bỏ qua sự vâng lời Chúa, hay là nghĩ là chắc ngày hôm nay tôi nghĩ là được ơn quá rồi, chắc Chúa cần tôi chứ tôi không cần Chúa nữa. Đó, sự kiêu ngạo nó đến tới cái mức mà mình nghĩ là Chúa phải có mình mới làm được việc. Anh em chị em, Chúa không cần mình đâu. Nếu mình không muốn làm, Chúa dấy người khác lên, thấy không? Chúa dấy người khác lên. Cho nên anh em chị em chúng ta phải rất là cẩn thận. Khi Chúa cho chúng ta cơ hội để hầu việc Ngài dùng, thì nhớ hàng ngày cảm ơn Chúa. Đó là cơ hội, đó là vinh dự, đó là cái ơn mà Chúa cho mình. Chứ đừng có nghĩ là phải có tôi Chúa mới làm được việc. Không có, không có, không cần, không cần. Mình không ca ngợi Chúa, Chúa Giêsu nói làm sao? Chúa khiến đá nó ca ngợi Chúa, nó hallelujah. Mà mình không ca ngợi Chúa, Chúa khiến súc vật nó ca ngợi Chúa, cây cỏ nó ca ngợi Chúa. Cho nên sự ca ngợi Chúa đó là cơ hội Chúa cho mình, anh em chị em. Ở đây rồi chúng ta thấy như thế nào? Ngươi được yêu quý lắm. Daniel nói là Chúa là người yêu quý. Mà trong Kinh Thánh còn nói, nếu mà ngày hôm nay có ba người có mặt, mà ba người đó cũng không thể cứu được con mình, không được cứu được ai hết ngoài trừ mình. Ba người đó, một trong ba người đã được kể ở đây này, Noe, Daniel và một người nữa, tôi để cho quý vị tìm chỗ Kinh Thánh nói đến người đó. Daniel được nói là người mà Đức Chúa Trời yêu quý. Vậy hãy suy nghĩ về sự đó và hãy hiểu biết sự hiện thấy.
Rồi bắt đầu ở đây, Thiên sứ Gabriel mới nói: có 70 tuần lễ trên dân ngươi và trên thành Jerusalem. Lời Chúa ở đây mặc khải một cách rất rõ ràng: có 70 tuần lễ trên ngươi và trên thành Jerusalem. 70 tuần lễ là bao nhiêu? 70 tuần lễ là 70 tuần, tuần năm đó. Mỗi một tuần là một năm. Tuần này là tuần năm chứ không phải là tuần ngày. Cũng giống như ngày lễ ngũ tuần đó, là ngày lễ 7 tuần, 7, 7, 49 cho đến ngày thứ 50, đó là ngày lễ ngũ tuần. Đó, lễ 7 tuần đó là như vậy. 7 tuần đó là tuần ngày, tức là từ thời điểm Chúa Giêsu sống lại cho đến Đức Chúa Giêsu, Đức Thánh Linh giáng lâm là ngày lễ thứ 50. Cho nên tất cả những gì trong Cựu Ước đều được ứng nghiệm trong Tân Ước, và có những điều chưa được ứng nghiệm. Có 70 tuần lễ đỉnh trên dân ngươi và thành thánh ngươi, tức là thành Jerusalem. Ở đây thành nha, chứ không phải đền, không phải đền thờ Jerusalem nha, chúng ta nhớ đó. Đặng ngăn sự 70 tuần lễ đó có những mục đích gì? Mục đích thứ nhất được kể ra ở đây: ngăn sự phạm phép. Khi cái 70 tuần lễ này được hoàn toàn, được ứng nghiệm hoàn toàn và hoàn tất rồi đó, thì không còn có sự phạm tội nữa. Điều này ngày hôm nay chưa hoàn tất, đúng không? Vẫn còn sự phạm tội. Trừ tội lỗi cũng chưa hoàn tất, phải không? Vẫn còn. Làm sạch sự gian ác, điều này cũng chưa hết trên cái thế gian chúng ta sống. Có thể đời sống riêng của mình thôi, trên thế giới chưa. Đem sự công bình đời đời vào, đặng ấn tín nơi sự hiện thấy và lời tiên tri và sức dầu cho đấng thánh, cho đấng rất thánh, đấng rất thánh. Đó, có 70 tuần lễ, mà Chúa nói 70 tuần lễ tức là 490 năm, và 70 tuần này được chia thành 3 khúc. Khúc thứ nhất là 7 tuần, khúc thứ hai là 62 tuần, và khúc cuối cùng là 1 tuần. Đó, 7 tuần thì ở đây nói như thế nào? Và ngươi khá biết và hiểu rằng từ khi ra lệnh, nhớ ra lệnh gì? Tu bổ và xây lại thành lại Jerusalem cho đến đấng chịu sức dầu, tức là vua, đấng được sức dầu, tức là vua, đấng được sức dầu trong tiếng Hebrew là Messiah, và nó thông dịch dịch sang tiếng trong tiếng Anh là Messi, đấng Messi, hay trong tiếng Hy Lạp là Christo, mình ngày hôm nay gọi là đấng Christ, đó, đấng được sức dầu. 70 tuần lễ này được chia thành mấy giai đoạn? Giai đoạn thứ nhất, cho đến khi ra lệnh xây lại thành Jerusalem thì làm sao? Thì được 7 tuần và 62 tuần. 7 tuần lễ và 62 tuần, tức là 69 tuần, đúng không? Từ lúc mà ra lệnh xây thành Jerusalem cho đến lúc mà đấng được sức dầu, tức là vua, có 7 tuần, 62 tuần. Tại sao 7 tuần? Tại vì 7 tuần đó là từ cái thời điểm mà thành được ra lệnh xây lại cho đến lúc khi hoàn tất là 7 tuần. Và lịch sử ghi chép lại rất là rõ rệt. 7, 7, 49 năm. Thành Jerusalem phải trải qua thời gian như vậy đó, xây lại. Muốn ai muốn biết cái lệnh đó ở lúc nào, đọc sách Nehemi đoạn 1 và đoạn 2 thì sẽ thấy vua Aseru ra lệnh cho Nehemi trở về xây lại thành Jerusalem. Còn cái chỉ dụ mà xây đền thờ Jerusalem đã được cho biết trước rồi trong các sách khác, sách Esther. Còn sách Nehemi là sách mà vua ra chỉ dụ vua Babylon á, vua ra chỉ dụ về xây lại thành Jerusalem. Đó, ở đây nói như thế nào? Thành đó sẽ được xây lại, có đường phố
và hào trong kỳ khó khăn, tức là sẽ trải qua nhiều thời khó khăn lắm cái thành Jerusalem mới được xây lại. Nếu mà ai muốn biết, đọc sách Nehemi, xây lại thấy kẻ thù người kẻ xung quanh nó đến, nó báo cáo cho vua và nó nói là cái dân này nó trở lại nó xây nè, nếu mà vua không giải quyết vấn đề nó sẽ trở thành một cái đại họa cho vua, vân 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 đó. Rồi có những kẻ thù muốn đến xây kẽ để mà phá. Mình đọc rồi, trong cái giai đoạn là sách Nehemi nói khi mà họ xây thành, một tay làm việc, một tay mang cung gươm, tức là chiến đấu với những kẻ muốn ngăn trở sự xây lại thành Jerusalem. Và nhớ trong thời điểm này, từ lúc mà thành được xây lại cho đến khi đấng chịu sức dầu là vua thì có 7 tuần, 62 tuần, tức là 69 tuần lễ. Là vua, đấng Messi là vua. Đó. Đấng Messi sẽ là vua. Thì chúng ta nhớ, đây là cái điều mà chúng ta phải đi vào chi tiết. Lịch ở trong Kinh Thánh là chỉ có 360 ngày chứ không phải 365 ngày. Nhớ, lịch trong Kinh Thánh chỉ có 365 ngày thôi, từ xa xưa cho đến giờ. Và trong sách của Enoch cũng để lại rất là rõ rệt, chỉ có 360 ngày thôi. Rồi sau đó đến thế kỷ thứ 8, thứ 7, thứ 8 trước công nguyên thì bắt đầu có cái sự thay đổi lịch, người ta thêm 5 ngày nữa là 365 ngày, rồi bắt đầu lịch nó bắt đầu thay đổi. Nhưng mà bây giờ trở về những người nghiên cứu về cái chỉ dụ của vua Aseru cho Nehemi đi xây thành Jerusalem á, nhớ 360 ngày thì quý vị lấy 483 năm nhân cho 360 thì nó sẽ ra là 173.000, ai muốn ghi xuống thì ghi, nó sẽ ra là 173.880 ngày. Đó là cái thời điểm thành được xây, bắt đầu được xây, được ra lệnh xây lại cho đến khi đấng được sức dầu là vua. Chúng ta biết đấng được sức dầu, được tôn làm vua lúc nào biết không anh em chị em? Đấng được sức dầu tức là đấng Christ đó, tức là đấng Messi đó, được tôn làm vua lúc nào? Hả? Chúng ta nhớ không? Trong Kinh Thánh có ghi chép. Chúng ta nhớ không? Có một cái ngày lễ mà trước khi Chúa Giêsu bị đóng đinh đó, là cái ngày lễ lá đó. Là nghĩa là lễ lá là sao? Là cưỡi trên con lửa và nói là Hosanna, đúng không? Đây là lời tiên tri tôi muốn đọc cho quý vị biết. Đó là thời điểm mà chính Đức Chúa Giêsu sắp đặt chứ không ai. Tại vì trước đó ít nhất có mấy lần người ta muốn tôn Chúa Giêsu làm vua rồi. Tại vì dấu kỳ phép lạ và Chúa Giêsu làm. Nhưng mà Chúa Giêsu nói thời điểm ta chưa đến, cho nên Chúa lánh, Chúa trốn, Chúa lẩn đi. Nhưng mà đi vào thành Jerusalem mà cưỡi trên con lừa đó là chính Chúa Giêsu sắp đặt. Chúa Giêsu sai các môn đồ đi đến đó, Chúa nói đến đó lấy con lừa cái, lừa con và là con của lừa cái đem tới, rồi Chúa cưỡi lên. Có lời tiên tri nào? Nếu anh em chị em muốn đọc thì chúng ta đọc ở trong Luca đoạn 19 thì biết cái câu chuyện mà Hosanna đó. Và tôi muốn đọc cho anh em chị em mấy câu rồi tôi đọc sách Cựu Ước để chúng ta thấy lời tiên tri Chúa nói đã được ứng nghiệm rất là rõ rệt. Đó là cái thời điểm mà Chúa Giêsu đi vào thành Jerusalem mà được chính Ngài và xưng là vua. Đoạn 19 thì nói như này nè. Đức Chúa Giêsu đến thành, đoạn 19 bắt đầu từ câu 9, đến thành Bethany ngang núi gọi Olive, sai hai môn đồ và dặn rằng hãy đi đến làng trước mắt các ngươi, khi vào làng sẽ thấy một con lừa con buộc đó chưa hề có ai cưỡi, hãy mở ra và dắt về cho ta. Đây là Chúa Giêsu sắp đặt cái công tác này, lúc này là đến thời điểm của Chúa rồi. Hoặc có ai hỏi các ngươi mở nó ra, tại sao mở nó ra, hãy trả lời rằng Chúa cần dùng lừa này, hai người được sai đi và quả mọi xảy mọi điều y như Đức Chúa Giêsu đã phán, và
đang mở lừa con. Các chủ lừa hỏi: sao mở lừa này? Hai người trả lời rằng: Chúa cần dùng nó. Hai người bèn dắt lừa về cho Đức Chúa Giêsu, rồi lấy áo mình trải trên con lừa, nâng ngài lên. Đức Chúa Giêsu đang đi tới và có nhiều kẻ trải áo trên đường. Lúc đến gần dốc núi Olive, cả đám môn đồ mừng rỡ và cả tiếng ngợi khen Đức Chúa Trời về những phép lạ mình đã thấy, và nói rằng: đáng ngợi khen vua nhân danh Chúa mà đến, bình an ở trên trời, vinh hiển trên các nơi cao. Bấy giờ có mấy người Pha-ri-si nói cùng ngài rằng: thưa thầy, xin của trách môn đồ. Ngài phán rằng: nếu họ nín lặng thì đá sẽ kêu lên. Họ kêu cái gì? Hosanna. Đó ở chỗ khác trong sách Ma-thi-ơ, sách Mác và sách Giăng thì nói là lúc mà Chúa Giêsu cưỡi lừa đi vào thành, người ta trải lá, trải áo ra và ta hô rằng: Hosanna, chúc phước cho đấng nhân danh Chúa mà đến. Trong Cựu Ước có chỗ nào nói về cái chỗ này? Vua cưỡi lừa. Chúng ta xem trong sách Sa-cha-ri. Chúng ta xem trong sách Sa-cha-ri để chúng ta thấy. Thế nên hôm nay là tôi muốn học Kinh Thánh với quý vị, sách Sa-cha-ri đoạn 9. Tức là sách trước sách Ma-thi-ơ, hai sách, tức là Sa-cha-ri đoạn 9. Hỡi con gái Si-ôn, câu 9, hãy mừng rỡ cả thể. Hỡi con gái Giê-ru-sa-lem, hãy trổi tiếng reo vui. Này, vua ngươi đến cùng ngươi. Vua ngươi đến cùng ngươi. Ngài là công bình, ban sự cứu rỗi nhu mì và cưỡi lừa, tức là lửa con của lửa cái. Đây là lời tiên tri đã được nói trước mấy trăm năm, trước khi Đức Chúa Giêsu được sanh ra. Và Chúa nói có 69 tuần lễ, 7 tuần, 62 tuần là thời điểm sức giàu cho đấng được sức giàu là vua. Đó, đây là thời điểm mà Đức Chúa Giêsu đã sắp đặt. Ngài cưỡi con lửa con đi vào thành Jerusalem, và đây nói, lời tiên tri nói, vua ngươi đó cưỡi con lừa đi vào, hãy mừng rỡ. Và lời tiên tri của Daniel nói 77 tuần và 62 tuần, đó là thời điểm mà Đức Chúa Giêsu được sức giàu. Đó là thời điểm mà Ngài đi vào đúng cái địa vị là vua, Chúa cưỡi lừa đi vào. Tôi đọc lại cái chỗ Daniel cho anh em chị em nghe. Ngươi khá biết rằng sau khi ra lệnh tu bổ thành Jerusalem cho đến khi đấng chịu sức giàu, tức là vua, thì được 7 tuần lễ, 62 tuần lễ, và thành đó được xây lại. Và trước đó thì nói như thế nào? Cho đến đấng chịu sức giàu, tức là vua, có 70 và có 7 tuần và 62. Đó, theo lịch sử ghi chép lại rất rõ rệt cái thời điểm mà được ra lệnh xây lại thành Jerusalem. Nếu tính theo lịch ngày hôm nay đó, là nó vào cái thời điểm ngày 14 tháng 3 năm 445 trước Tây lịch, trước kỷ nguyên này. Và rồi cái thời điểm mà Đức Chúa Giêsu đi vào thành Jerusalem, đó là vào ngày mùng 6 tháng 4 năm thứ 32 nhé, năm thứ 32, 445 năm cộng với 32 năm, tại vì nó có cái năm zero đó, cho nên nó phải trừ ra 1, tức là nó còn lại là 476 năm. 476 năm nhân cho 365 ngày, tức là theo bây giờ theo Tây lịch đó, tại vì cái lịch đến năm đến thế kỷ thứ 8 nó bắt đầu nó đổi rồi. 365 ngày. Thì từ ngày 14 tháng 3 cho đến ngày mùng 6 tháng 4 nó có 24 ngày. Rồi kể từ khi lịch nó thay đổi rồi thì lịch của người Do Thái mỗi
phải có thêm một tháng được gọi là năm nhuận đó, nó cộng vào. Thì trong cái thời điểm đó đó, nó có tất cả là 116 ngày, tức là nhớ nè, 476 năm nhân cho 365 thì nó là, ai muốn ghi xuống thì ghi, 173.740 ngày. Nó chưa đúng cái là 69 tuần lễ. 69 tuần lễ là trong cái lịch của người Do Thái là 360 ngày đó, tức là nó ra là 173.880 ngày. Thế thì còn thiếu khoảng 140 ngày. Thì trong đó có 24 ngày kể từ ngày 14 tháng 3 cho đến ngày 6 tháng 4, lúc ngày mà Chúa Giêsu đi vào thành Jerusalem là 6 tháng 4. Cộng thêm 116 ngày của những năm gọi là năm nhuận, tiếng Anh là leap year. Nếu chúng ta cộng tất cả những cái ngày đó vào thì nó sẽ ra chính xác 173.880 ngày. Đúng cái thời điểm mà thành Jerusalem được ra lệnh để xây lại, cho đến cái thời điểm, tức là có 7 tuần và 62 tuần. Sau 62 tuần đó là thời điểm mà đấng được sức giàu là vua, tức là 173.880 ngày chính xác hoàn toàn. Anh em chị em, chỉ có một Đức Chúa Trời là đấng biết sự cuối cùng từ buổi ban đầu. Ngài bày tỏ cho các đấng tiên tri của Ngài để nói trước cho nhân loại. Và rồi không những vậy, Kinh Thánh Cựu Ước bằng tiếng Hebrew được chuyển sang tiếng Hy Lạp vẫn y chang như vậy, không những cho dân Do Thái không thôi, cho mọi dân khác đều được biết. Đây là lời Chúa nói, có 70 tuần lễ trên dân và trên thành thánh để hoàn tất công việc trọn vẹn, không còn tội lỗi nữa. Nhưng mà mới có 69 tuần thôi, đấng được sức giàu làm vua. Rồi sau đó chúng ta thấy tiếp, lúc khác tôi sẽ học cái tuần lễ 70 với quý vị, nhưng mà ngày hôm nay tôi đọc tiếp xuống dưới thì đây nói như này: sau 62 tuần lễ đó, tức là cái ngày mà chấm dứt 62 tuần lễ cộng với 7 tuần trước đó là 173.880 ngày. Đó là thời điểm mà đấng được sức giàu là vua đi vào thành Jerusalem và được ứng nghiệm lời tiên tri ở trong Sa-cha-ri đoạn 9 câu 9 nói: vua ngươi đó cưỡi lừa con đi vào thành Jerusalem, hãy vui mừng đi. Đúng cái thời điểm đó. Rồi sau đó ở đây Kinh Thánh nói tiếp nè: sau đó, sau 62 tuần lễ, tức là 7 với cộng với 62 đó, đấng chịu sức giàu bị trừ đi, tức là đấng Mê-si bị trừ đi. Trừ đi là cái gì? Trừ đi là làm sao? Phải giết. Bị trừ đi, bị giết. Sau 62 tuần, anh em chị em, từ cái ngày mà Chúa Giê-xu vào thành Jerusalem cho đến cái ngày mà Đức Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thập tự giá, chỉ trong vòng một tuần lễ thôi, chỉ trong vòng một tuần lễ thôi. Sau 62 tuần lễ, đấng chịu sức giàu bị trừ đi, bị giết, bị hủy diệt. Anh em chị em ơi, chúng ta thờ phượng một đấng không phải là Ngài đến làm phép lạ tự nhiên mình tin, không phải là Ngài chỉ là một trong những đấng mà đến thế gian này giúp đỡ nhân loại, không. Chỉ có một đấng duy nhất thôi. Chỉ có một đấng duy nhất thôi trên trần gian này mới ứng nghiệm vào cái lời này mà thôi. Đấng đó là Giê-xu ở Nazareth, được sanh tại Bethlehem nhưng mà lớn lên ở Nazareth, cho nên được gọi là Đức Chúa Giê-xu ở Nazareth. Anh em chị em, chúng ta thờ phượng một đấng Đức Chúa Trời tuyệt vời, Ngài là đấng sống. Tất cả những điều gì Ngài nói đều được ứng nghiệm hết. Cho nên những điều gì chưa ứng nghiệm sẽ được ứng nghiệm. Cái tuần lễ cuối cùng chưa được ứng nghiệm. Cái tuần lễ cuối cùng chưa được ứng nghiệm. Tại vì anh em cho em nghe đọc ở dưới này này, chưa được ứng nghiệm.
và sẽ không có chi hết. Sau khi mà đấng chịu sức giàu trừ đi rồi sẽ không có cái gì xảy đến hết. Có dân của vua hầu đến sẽ hủy phá thành và nơi thánh, cuối cùng nó sẽ như nước ngập lụt và có sự chiến tranh cho đến cuối cùng, những sự hoang vu đã định. Đó anh em chị em, đây là cái giai đoạn chúng ta đang sống. Thành Jerusalem đến năm 70 trong kỷ nguyên, đế quốc La Mã đến và hủy diệt. Lời tiên tri mà Chúa Giêsu nói ở trong Ma-thi-ơ đoạn 24 ứng nghiệm hoàn toàn. Và nói là ai đọc sách Đa-ni-ên hãy để ý, trong đoạn 24, ai đọc sách Đa-ni-ên hãy để ý là chỗ này này, hoang vu, không có chi hết, và chiến tranh tiếp tục. Anh em cho em biết, cái nơi đó đó, được gọi là thành thánh, nhưng mà nơi đó là nơi mà bao nhiêu cuộc chiến tranh xảy đến trên thế giới này trải qua, và cái sự hoang vu nó tiếp tục cho đến khi người Do Thái trở lại năm 1948 lập quốc, bắt đầu Chúa mới cho phép. Nhưng mà cái điều chúng ta học ở đây, Đức Chúa Giêsu đã bị dứt đi, đã được ứng nghiệm từng ngày tháng một, không một chi tiết nào sai trật. Từ ngày bắt đầu xây lại cho đến ngày Đức Chúa Giêsu vào thành Jerusalem, sau đó sau 62 tuần không có chi hết. Rồi không có chi hết rồi sao nữa? Có dân của vua hầu đến, tức là dân Roma, vua hầu đến, tức là Caesar đó, đến và hủy diệt. Ứng nghiệm lời Chúa Giêsu nói, cái đền thờ này đó, không còn một hòn đá nào trên hòn đá nào, tại vì đền thờ của Chúa được bọc vàng, cho nên nó phá hủy, nó đốt, vàng nó chảy ra. Thì sao? Nó cậy từng hòn đá một để nó lấy vàng. Đó là cái điều đã được ứng nghiệm. Có dân của vua hầu đến, nơi thánh cuối cùng nó sẽ như bị nước ngập lụt, tức là những điều xảy đến như nước lụt. Nước lụt nó đến, nó tràn đến. Chiến tranh, hủy diệt, sự đau khổ. Rồi có sự chiến tranh cho đến cuối cùng, những sự hoang vu đã định. Người, đó là bắt đầu đi vào cái tuần lễ thứ 70, người sẽ lập, đó là cái điều chưa xảy đến, chưa được ứng nghiệm, mà lời Kinh Thánh đã nói cho chúng ta biết. Trước khi Chúa Giêsu đến, thế giới sẽ đi vào một giai đoạn hòa bình tạm thời 7 năm, và Antichrist, tức là kẻ địch lại đấng Messi, sẽ làm giao ước và thiết lập sự hòa bình ở đó. Tại vì ở đây đang nói đến Jerusalem, chứ không có nơi nào hết tạm thời. Và Kinh Thánh nói đến giữa tuần, kẻ mà nó thiết lập đó, nó ngồi trong đền thờ Đức Chúa Trời, nó xưng mình nó là Đức Chúa Trời. Antichrist sẽ kẻ địch lại đấng Christ, và nó sẽ làm công việc của nó. Và Chúa nói một tuần lễ đó là tuần lễ cuối cùng, Chúa sẽ hoàn tất công việc phán xét nhân loại và cả cái nơi đó, rồi Ngài sẽ làm sạch tội lỗi, đem sự công bình đời đời vào trong cái thế giới của loài người đang sống. Anh em chị em chúng ta, tất cả những điều gì mà Chúa Giêsu đã nói, tất cả những điều gì mà đấng tiên tri đã bày tỏ đều ứng nghiệm từng chi tiết một, cho nên những điều gì còn lại sẽ được ứng nghiệm. Đó là điều khích lệ cho chúng ta, là chúng ta thờ phượng một đấng sống. Ngài sống và Ngài xem xét từng lời đã được các đấng tiên tri mà Ngài sai đến bày tỏ để hoàn tất những điều đó. Và chúng ta là con cái Chúa, hãy học một điều giống như Daniel, đọc lời Chúa. Amen. Quý vị cố gắng nha, cho mình học lời Chúa. Rồi khi thấy lời Chúa có điều gì là lời hứa hoặc lời tiên tri, hãy cầu nguyện để xin Chúa. Nếu lời đó là lời hứa cho mình, cầu nguyện. Nếu cần phải kiêng ăn giống như Daniel, hãy kiêng ăn. Nếu cần phải thấy bụi tro lên đầu mình để làm, cũng sao hết. Nếu ai muốn làm điều đó cũng được, không có phạm tội chi hết. Không phải là ô bắt chước luật pháp cũ, không cần. Nếu mà cái tấm lòng của chúng ta khiến chúng ta làm điều đó, hãy làm, không sao hết. Chúa không bắt tội chúng ta, không để ai chỉ trích mình hết. Hãy nhớ,
Chúa là đấng thành tín, Ngài sẽ làm thành tất cả những điều gì mà Ngài hứa với chúng ta là dân sự của Ngài. Chúng ta cảm ơn Chúa. Anh em chị em, chúng ta cùng đến với Chúa trong giờ này. Tôi muốn anh em chị em chúng ta đến và cầu nguyện, xin Chúa giúp tất cả chúng ta học tập theo cái điều mà Daniel đã làm, đó là đọc lời Chúa, cầu nguyện theo lời Chúa và kiêng ân, đặt đức tin nơi lời hứa của Chúa trong giờ này. Mỗi người chúng ta cùng đến cầu nguyện và xin Chúa thương xót, xem xét đến chúng ta, nhắc nhở cho chúng ta điều gì chúng ta cần được sự bao phủ bởi máu huyết của Chúa trong giờ này. Anh em chị em chúng ta đến và chúng ta cầu nguyện trước khi chúng ta nhận tiệc thánh. Lạy Chúa Giêsu yêu dấu chúng con, cảm ơn Chúa vì tình yêu của Ngài thật lạ lùng, tuyệt vời cho chúng con. Lạy Chúa yêu dấu bao phủ lấy tất cả chúng con trong giây phút này. Lạy Chúa Thánh Linh xin hà hơi trên của lễ này, đừng chạm đến mỗi lòng chúng con, cho chúng con nhận biết sự thiếu sót nào trong mỗi cuộc đời chúng con, để chúng con ăn năn, để chúng con lìa bỏ những điều yếu đuối thiếu sót trong chúng con, để chúng con bước đi với Ngài. Lạy Chúa yêu dấu bao phủ và che chở chúng con luôn, nâng đỡ chúng con, đem chúng con đến sự gần gũi Ngài. Con cảm ơn Cha. Chúng con dâng của lễ này, Lạy Chúa Thánh Linh hà hơi lên của lễ, để chúng con nhận lãnh và hiệp thông với thân Chúa và huyết Chúa. Con cảm ơn Cha. Chúng con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Lạy Chúa, xin lời mà Chúa đã hứa với chúng con qua tổ phụ đức tin Abraham đến với mỗi đời sống chúng con. Và cũng bởi đức tin chúng con đón nhận lấy lời hứa này, là mọi phước lành mà Abraham đã đón nhận được khi còn sống ở trên đất này cũng đến với mỗi đời sống chúng con qua danh Chúa Giêsu. Con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen.